rau ở đây nhẹ nặng đi thế đâu nữa. 60 bao là cái xe chắc 60 bao là có nhiều cái miếng à. À. Còn cái chiếc nấu đen nó kéo cùng nhiều cái này. À. Đây đi bằng cái này không ạ, nó không vậy? Rồi ok. Rồi Vũ mình chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở gần Bầu Đồn các bạn, ngã ba Bầu Đồn ha. Ở đây có một chiếc kho 4.000 nữa nè, mà cổng này cổng lớn đấy nha, cổng đâu sự 60 bao. Cổng gần 60 bao các bạn. Ủa anh, cái chỗ dọn xe đây là của Duy hả? À. Vậy là bên nhà bên vậy bây giờ qua đây hả? À. Này bị nghe chứ cũng gần 2 mét các bạn. Đó vừa đó. Lớn hả? Đó vừa xong rồi. Rồi, gió trước, gió sau đâu có cái đẹp nha. Ngọn có đâu. Ngọn có đâu. Bây giờ mình đồn chưa đưa tiền ra được. Sau cũng Nguyễn Đỉnh luôn nè các bạn. Đâu rồi? Mười, mười, 15 ha. 15.536. Còn cái chiếc là 50, chiếc kia là nó là 13. Cái mui này nè bị ngang nó bự mà cái bị dài nó ngắn ha. Đó đó nha. Giờ bây giờ đi dưới mình kéo dưới của ông Thành đây chưa đủ cổ mà. Gì? Cái ông Thành đây. Đủ rồi. Dưới đó có mấy bao. Vậy là có hai người giác hả? Đông chứ. Đông hả? Tính đi động á. À tính là có hai người giác chứ. Đông lắm đi cái chục. Vậy là dài cho đám tới trong kia trước hả? Ờ vô dưới cái đám trong đó đó. À. Đây chưa đủ cổ. À. Mang cái gì? Đầu cũ. Ở đây cảng này xong rồi bắt hai cái bát cái cây lên làm bát lên các bạn. Sao chở lúa nó vừa vô ha. Dưới bự nữa. Cục máy T4 luôn nha. Ông gì đó Tiền Thái. Bự nữa. Bự đâu thấy Tiền Thái rồi nè. Ủa cái này mình hàng này là để lúa lên nữa hả? Ờ, chắc lên lúa đó chục cái chục lúa. Cái chiếc này kéo nước vụ mà nước nước á là anh kéo cho 6 bao luôn. À. Tốc độ. Vì một lát chứ lốc đen ra chở đám nào? Dạ đây nè. À, đám này đây. À. Đám này lốc đen chạy là hay kéo này vậy. Một cầu hai cầu? Một cầu à. À. Ở đây là nó thấy đất cứ chạy một cầu không? Nãy nghe em trai kia cũng chở chiếc kho vô nãy đó. Chở lúa giống á là cũng nói nhà hình như cũng còn hai ba chiếc một cầu của lốc đen á. Cầu đó là con tèo á, đó là sĩ lính con tèo. À lính có con tèo à. Cái miếng của mì đâu, sang hai cầu. Ừ. Còn này là chỉ cài sới thôi. Ờ đây chỉ cài sới thôi. Ừ. Đây là một cầu. Đây nó cũng là hai cầu đó. Cái cổng trước là bị ngang nhiêu ta? Em không định chứ. Ủa cái này là à quên chứ mình có chỗ mình đưa vô chứ. Cái này đưa lỗ dưới không đưa lỗ trên á. Hồi đó mình xài cái lỗ trên á. À. Nhưng mà dân công không có chịu. Cao quá hả? Cao quá. À. Lộ dưới nữa. À, tại vì ở trên nó cao quá thì giờ giả lên hơi nặng. Cái cổng này cũng không sao này, anh làm gần 20 triệu hơn 20 triệu rồi. À. Cái này bề ngang cả nhiêu ta? Nó 8 2 mét vô. Nó 2 mét chứ hơn 2 mét chứ. 2.2 á. À 2.2 luôn hả? Ờ bởi vì cái xe 2 mét rồi. À. Nó lố hơn cái xe miếng. Nó lố hơn chút xíu à. Cả 2.2 luôn ha. Cái cổng này là nó bự lắm. Ừ. 2.6 luôn. Cái cổng này vô đường nhỏ anh đi không được đâu. Ừ. Bạn coi anh gác thêm hai cái cây sắt này nữa ha. Ừ. Là chất là lúa này để đây lên đây luôn. Ừ, gác cái đó đó. Cái chất lúc đen làm cái dàn cổng thì mấy triệu kìa. Ừ. Nó nhỏ. Rồi là lớn hơn này nữa. Ừ. Cái lớn này chắc 50 lúa nữa cũng nè.
Cái này bị ngang 2m6 nè. Cái này là anh chỉ lót đơn giản bằng tấm dán nha. Còn nếu mà sau này mình muốn lót nó kiếm bằng tấm sắt hay tấm inox thì thả lên nữa. À chịu không nói hả? À lên vài bữa nó hỏi có bà giá mà giả đó luôn. Giả lâu lắm. Chưa chưa lắm chưa dạ luôn hả? Chưa. Nhiều tuổi chưa dạ? Dạ 40 tuổi rồi. 40 hả? Tôi 45 chưa dạ đó nè. Không lẽ? Hả? Không lẽ? Sao? Không lẽ thiệt. Thiệt. 45 tuổi chưa dạ. Tôi có dạ con gì đâu. Không có dạ con mới đi lông nhông nè chứ. À, vậy bố ông quay ông gả lần này tôi. Rồi đọc số điện thoại đi. Tôi có một bạn chuyên quay bên cái nói tiền duyên nè. Dính trưởng rồi. Cái cổng ở lòng cái mui này làm thấp ngắn là tại vì ở sao mình còn trả lúa đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ. Thường thường mấy cái kiểu này là anh em ta làm dài vậy lắm, với ra trước cũng xa nữa. Đúng rồi. Dăng dỏng cho nó dễ. Kho này là kiếm tiền của nó nè. Ừ. Nó kéo rôm đồ là nghe nó nói cái trọng ra khúc. Ừ. Sao nó nói ra khúc. Ừ. Là nó kéo cả cái trăm cục rôm đây nè. À. Rồi lại đi qua bên chữ rồi kéo bển chứ. Kiều giá đâu ơi. Nó không chịu đi mà. Bây giờ vô vụ này còn có cổng rôm nữa không? Không. Hả? Này nay nó không có rôm. À. Nay giao cho mấy thằng cái thớt á. Dạ. Bây giờ thằng này giờ nếu anh kéo anh lọt lên đường là anh không có cái đường này. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà làm quay á Cò Dầu á cũng 4-5 chiếc Suzuki nhỏ này chở rơm nhìn đã lắm. Chắc dung trùng ở trên lên. Rồi, lấy đầu dưới xong các bạn ơi, giờ chạy lên đây nha. Rồi, bỏ chưa lên trước à, máy bao đi thì cái này là tầm khoảng 60 bao các bạn, 60 bao là cũng nhiều lắm nha. Ủa mình chở mình ăn bao hả anh Tấn anh? Chở ăn bao hả anh Tấn? Bao mấy ngàn? 7 ngàn hả? Bao 7 ngàn nha các bạn, cũng bằng mấy chỗ khác ha. Đó, bao chân giữa ra, bao chân giữa là để đứng nha. Cái chân nó cứng hơn. Kiểu dùng này là ta chỉ cài xới trồng làm lúa không các bạn. Nên nó là chân nó không ấy ha. Còn anh em mình chảnh nhiều khi chủ ta mướn trồng bắp ha, trồng này trồng kia, lâu lâu anh em ta lâm á. Lâm nên nó dễ dính hơn. Rồi mình quay cảnh anh em chạy cái đám phía bên kia nha. Tại sao chục bao là cũng dữ dằn lắm các bạn. Sáu chục bao là cũng nhiều lắm nha. Tại vì cổng trước cổng sau mà chở 60 bao là không phải đơn giản nha các bạn. Nói có chiếc lốc đen kìa, lốc đen 800 kia kìa, chở cũng dữ hơn nữa. Rồi, đi con qua đám nào đây. Ủa qua đám này hay qua bên kia ta? Qua bên này hay qua bên đó? À qua bên đó hả?
bác đây này các bạn coi nè, đó, nó cũng mới thầy lúng cuốn xúc cũng nhiều nha, nhưng mà không anh nói không chứ dê á, ăn nó cứng lắm, trả nhiều khi 70-80 bao mà vẫn đi bình thường nè. Đây có cái mưa nhỏ nè. Rồi bây giờ chạy lên đầu trên các bạn. Có khói rồi ha, hàng máy rồi đó. Về số à. Lúa này là lúa của anh hơn, nó 504 hơn, nó giá nó nhiều ta, bằng 504-501 không? Nghe bảy ba, vậy cũng có giá lại chứ? À, vậy à, nó giống lên là nó hơi cao. Chứ bữa em quay bên bến cầu là nó có 6-7 à? 504-501 á, là tháng từng lấy trước. Dạ, vậy là lúa bữa nay nhóm nhóm lên lại nha các bạn. Bữa quay bên cầu là có 6-7, bữa nay là trên đây là nó nhóm nhóm lên lại ha. Hơi xa các bạn thông cảm, bây giờ đợi dắt máy vào để xong rồi chạy ngược trở lại nha các bạn. Chạy ngược trở lại xong rồi đầu máy qua bên phía bên đây nè. Qua bên phía đây nha, tại đây bắt được mương không qua được. Phải vòng lại sau lưng của mình này nha, mới qua được. Rồi bắt đầu chắc lên hàng trên sát trong cái mui nè các bạn. À, chắc lên cao rồi nè. Có một người tới nữa là giác bắt đầu nhanh rồi đó. Nhắm tới mấy bao nữa. Hai bao nữa. Giờ trả đám ở trên các bạn ơi.
cả dài chơi đủ tổ ra luôn ha. Qua bờ. Ở đây đất nhỏ nha các bạn. Dù lên cao quá bị rung. Cái cổ này hơi ít ha. Ủa anh vậy là về đâu chắc thêm nữa hả? Ra chưa? Hay là còn chắc thêm nữa? Ra luôn hả? Bây giờ bò ra chỗ đó nha các bạn. Cho đó hồi nãy cái chổng cống nãy nó bị sụp rồi đó, giờ để coi cái này nó bò ra thay nổi không, có cần chim rơm đầu động rơm rồi thêm hay không nha. Cái chiếc này cũng mạnh này, chở chưa đủ đô nữa mà chở được 60 bao luôn mà. Video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video của mình nha. Giờ mình nghỉ chút xíu nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.